chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kawasaki Vulcan Quero 1700 ABS 209, cái con quái vật đến từ Nhật Bản. Kawasaki Vulcan Quero 1700 ABS 209 là một con quái vật đến từ Nhật Bản, sở hữu phong cách thiết kế thuộc cái dòng là Touring đường dài, với cái loạt công nghệ không thua kém gì những dòng xe đến từ châu Âu. Vulcan Quero 1700 ABS 209 là mẫu xe hạng nặng đầy cơ bắp, đủ sức cạnh tranh với những mẫu xe thương hiệu đình đám ngày nay như là Harley-Davidson, Indian hay là BMW v.v. Cùng chế một mức giá thành hợp lý và hệ thống phanh ABS an toàn, làm cho chiếc xe có cái sự ổn định khi vận hành và tăng thêm cái chút an toàn cho người lái. Với cái động cơ là CVT máy khiến cho cái chiếc xe này trở thành một trong những mẫu touring ăn khách nhất của nhà Kawasaki. Kawasaki Vulcan Quero 1700 ABS 209 ở dòng trên mình có động cơ lực VT SOC góc nghiêng 75 độ, dung tích 1700 phân khối, có công suất là 103,7 mã lực, cùng với cái moment xoắn cực đại đạt ở mức 108 Nm tại vòng tua là 2750 vòng trên phút. Đi cùng hộp số con tài sao cấp làm mát trực tiếp bằng gió và các nước. Toàn bộ cục máy đều được đặt trong một cái bộ khung sườn bằng sắt, được hàn rất là chắc chắn ở mỗi góc nối, giúp chiếc xe vận hành êm máy và không có độ rung lắc nhờ vào có bộ phận hạn chế rung trong cái động cơ. Chiếc xe có một cái fairing trước đa bản, tích hợp hệ thống là âm thanh AM, FM, DVB và nhiều tính năng với khả năng tương thích với iPod và đi cùng chế những cái kính chắn gió lớn. Vulcan 209 có đi kèm cùng chế một cái bộ thùng sau tích hợp cái chống đổ, thuận tiện cho những cái chuyến đi xa. Kawasaki Vulcan Quero 1700 209 là có hệ thống cái buộc trước ống lòng, còn cái buộc sau là monoshock có 3 nấc điều chỉnh. Cái phần đầu hầm hố với chi tiết gió đèn hình tròn và hai khe hốc gió hai bên. Về cái phần mức giá, khi cái mẫu Kawasaki Vulcan Quero 1700 209 bên Đức Nam sẽ có mức giá là khá chát, hơn là 1 tỷ 15 đồng khi ra giấy tờ cho biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.